Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ học luật sư Lên Đan Anh Ly 1800-848-9145 Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888-880-8345 Asoka Tiểu Đường, dầu gội nhuộm Nhật Bản, bảo thi shop 714-230-5591. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn.com. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. À, bản tin anh Nguyễn Trường vừa mới nói đến cái chuyện là một nhiều những người mà chạy xe ở uh, Nam California sẽ được nhận lại cái tiền bồi thường xăng dầu khi mà ba cái công ty họ phối hợp với nhau để họ nâng giá xăng vào năm 2015 là đây là lần thứ ba chúng tôi nhắc lại cái tin này rồi cho nên là hy vọng là quý vị sẽ nghe cái tin này và không gọi điện cũng như là email vào trong đài chúng tôi để hỏi ô bằng cách nào chúng tôi sẽ nhận lại cái số tiền này bởi vì người quanh đây thì dĩ nhiên trên những cái khúc đường này Riverside, Los Angeles, Orange County San Bernardino thì đều có người Việt của chúng ta sinh sống hết cho nên đi qua đi lại rất nhiều cho nên khi nghe cái tin này á thì ai cũng muốn là mình sẽ được dự phần ở trong cái phần này bởi vì đây là cái thỏa thuận họ đã đền bù rồi cho nên cái phán quyết mà anh Nguyễn Trường nói vào tháng 2 tới đây là một cái thủ tục để coi có bao nhiêu người đã nộp đơn dân lúc đầu họ dự tùy theo mà cái số người đó cái số lượng đó người ta đi trên cái khúc đường đó nhiều hay ít bao nhiêu cái freeway nào họ đã đi qua họ đi là đi công việc rồi họ đổ xăng ở chỗ nào tùy theo quý vị khi mà vào apply ở trong cái cái claim đó đó thì họ sẽ hỏi ví dụ nói là ờ tôi chỉ đi có một khúc quý vị trả lời ít thì họ hỏi ít quý vị mà trả lời nhiều cái câu đó thì họ càng hỏi nhiều hơn thì cái cơ hội của quý vị nhận tiền nhiều nó càng nhiều hơn nữa thì lúc đó người ta mới ra được ờ, cái người này họ trả nhiều trả ít thì cái phán quyết đó ra là như vậy chứ tiền bây giờ thì là họ đã cầm ở trong tay cái cục tiền 50 triệu đô la đó rồi rồi đó có cái phần luôn là trong năm đó những tài xế nào mà lái xe đường dài ví dụ như lái xe tải hay là họ đi buôn bán rồi họ chạy trên cái khúc đường đó thời gian đó họ có đủ xăng nữa thì có một cái claim khác cho họ để mà họ kê khai cũng có luôn cho nên là sau cái bản tin này rồi hy vọng là quý vị sẽ hiểu rõ hơn và không hỏi nữa và nó là chung một cái claim thôi chứ không phải là ô à, tôi muốn nhận cái bồi thường từ cái bản tin của Nguyễn Trường tôi muốn nhận cái bồi thường từ bản tin của Ngọc Lan tôi muốn nhận bồi thường từ cái bản tin của Lê Thái không phải chung chung có một cái hả à. như rồi. quý vị Yeah. À, có một cái bản tin khác cũng liên quan tới bồi thường đây. Oh. Nhưng mà sắp tới ngày hết hạn rồi. Oh. Đó là ngày 17 tháng 10. À, 17 tháng 10 này, tức là ngày thứ năm đó là cái ngày hết hạn. Thì cái cái bồi thường này đó là cái cũng là một cái vụ kiện nữa đối với lại công ty uh, nhu liệu phần mềm uh, software Oracle. Cái công ty Oracle này đó thì có nhiều người cũng chẳng biết công ty này là công ty gì đâu. Thật nó là như vậy đó. Nhưng mà công ty Oracle này bán những cái software những cái nhu liệu để cho nhà băng để cho nhiều những cái cơ sở thương mại họ dùng cái software này để mà đánh vào những cái dữ kiện mà trong ngân hàng hay là trong nhiều công ty khác nhau lắm đó họ dùng cái software thì cái công ty này bị buộc tội là đánh cắp thông tin có nghĩa là sau khi mình vô nhà băng mình mở một cái chương mục mình đánh tên tuổi mình vô địa chỉ số an sinh xã hội thì công ty này đã không có cách nào đó để mà lấy được những cái thông tin đó đó, rồi họ làm bán cái thông tin đó cho một cái công ty nào khác để bán quảng cáo đó thí dụ như vậy thì công ty này bị buộc tội như vậy nhưng mà họ không có nhận tội nhưng mà họ thỏa lại cũng là một cái thỏa thuận nữa với lại bộ tư pháp là thôi tôi đền cho uh, bồi thường đi là 115 triệu 115 triệu đó thì ai sẽ nhận được tiền dĩ nhiên là quý vị không biết là mình có được nhận hay không mình cứ điền đơn đi có thể là họ sẽ hỏi tới mình có chương mục ở nhà băng nào à, thí dụ như vậy rồi mình đã làm những công việc gì mà có liên quan tới là cung cấp những cái thông tin của mình để coi những cái cơ sở đó có dùng cái phần mềm của Oracle hay không nếu mà họ có dùng phần mềm Oracle thì tự nhiên là cũng có thể là cái thông tin của mình đã được bán cho công ty nào đó về quảng cáo rồi thì thưa với quý vị ngày hết hạn là thứ năm 17 tháng 10 lúc 11 giờ 59 phút tối tức là đúng 12 giờ đêm là hết hạn rồi đó qua ngày thứ sáu rồi là hết rồi cho nên quý vị nào mà nghĩ rằng mình đã bị ảnh hưởng bởi cái bán thông tin này cho những cái công ty quảng cáo đó thì mình nên quý vị lên Google nha đánh cho trong Google search á, mình đánh vô Oracle là tên của công ty đó đó Oracle Settlement Oracle Settlement đánh vào cái chữ này thì họ sẽ có cái đường link để mình dẫn tới cái nơi mà mình có thể điền đơn thì đây cũng là một cái cơ hội nữa mình nhiều khi mình không biết là ô oh, mình đừng, đừng nghĩ rằng oh, ô tôi đâu, đâu, tôi đâu có mua cái software này về làm gì đâu không những cái cơ sở thương mại họ mua rồi họ mình để điền thông tin thì những cái cơ sở đó để có cái nhiệm vụ đó là phải giữ thông tin của mình bí mật nhưng không ngờ là công ty này lại dùng những cái uh, gì đó để mà họ có được nắm được cái thông tin cho nên mình cứ điền đi thì đây là nhắc quý vị 17 tháng 10 11 giờ 59 phút tối là giờ chấm dứt nhận đơn cho nên quý vị cũng có thể là mình cũng có được một món tiền trong cái số tiền được 115 triệu thỏa thuận thưa quý vị nhiều chủ nhà khi mà người ta mua được một cái căn nhà mới họ muốn sửa sang lại hết vì những cái đồ đạc cũ mà người chủ nhà cũ để lại đó thì họ muốn cho đi thì quý vị hình dung thử tưởng tượng rằng một ai đó đi đến nghe nói là ở nhà nó cho cái tủ lạnh, cho cái tủ đá cho những cái tủ những cái freezer vân vân đem về mở ra xong nhìn thấy trong đó có cái đầu hay có cái tai người trong đó thì tưởng tượng kinh khủng đến mức độ nào thì đó là trường hợp xảy ra với một cái người khi mà họ nhận được cái tủ lạnh từ một cái chủ nhà người ta vừa mua nhà đó xong thì người ta cho cho những cái đồ đạc cũ đó người ta cho đi thì người này nhận cái tủ lạnh về thì mở ra thì tá hỏa khi mà thấy trong đó có một cái đầu và một cái tay thì họ mới gọi cảnh sát liền mặc dù là cái sự việc này là nó xảy ra từ hồi cái cái việc mà người cái người nhận được cái tủ lạnh đó đó gọi cho cảnh sát là từ hồi 12 tây tháng giêng của năm 2024 nhưng mà cho đến hồi cuối tuần rồi thì cảnh sát sau mấy tháng liên tục gần cả 9 tháng trời họ điều tra thì họ mới xác nhận được là cái đầu và cái tai đó những cái cái bộ phận đó là của ai. Thì bây giờ cái câu trả lời đầu tiên họ cho biết đây là ở, um, ở cái khu vực uh, ở Mesa County ở Colorado, họ cho biết đó chính là của một cô gái tên là um, cô gái này á là con của chủ nhà cũ của cái căn nhà mà vừa được bán đó cô gái này thì tên là Ameda Overstreet cái lần cuối cùng mà người ta nhìn thấy cô gái này là vào tháng tư của năm 2005 đó là cái tin tức người ta nhận được đó là lần những cái lần cuối cùng người ta thấy cô này xuất hiện nhưng mà lại không có nghe cái báo cáo mất tích gì về cô gái này hết ừ. thì bây giờ cái việc mà điều tra vẫn đang được tiếp tục họ chỉ biết được như vậy thôi à, chỉ đưa ra những cái thông báo bước đầu rằng là họ xác nhận rằng những cái đầu cái tai mà được cái người nhận cái tủ lạnh đó khám phá ra Bây giờ xác nhận đó là của cái cô gái đó, cô đó là bị được nhìn thấy lần cuối cùng là vào tháng 4 của năm 2005, lúc đó cô này 16 tuổi thì tính đến bây giờ là cô này cũng gần 20 năm, 19 năm rồi thì cô này cũng là ba mươi mấy tuổi rồi. Mà cũng không hiểu tại sao mà không có một cái tin gì báo. Thì bây giờ á, cảnh sát chỉ cho cho biết á, là cái căn nhà này đã được bán cho chủ nhà mới đã được sửa chữa lại hết rồi và cái chủ nhà mới này không có can dự gì đến cái chủ nhà cũ không có liên quan gì đến cái vụ này hết cho nên đề nghị công chúng tức là trong thời gian qua khi mà cái tin tức này đưa lên cái lúc mà ồ phát hiện ra có cái đầu cái tai thì có lẽ là nhiều người người ta rất là tò mò rồi bàn tán lung tung hết cho nên nhiều người đã đi kéo đến cái căn nhà đó để mà chụp hình rồi họ quay phim rồi họ đưa ra rất là nhiều những cái giả thiết đủ thứ làm ảnh hưởng đến chủ nhân của cái ngôi nhà mới cho nên cảnh sát ở phía bên đó nói rằng là không có một cái gì là liên quan đến cái chủ nhà mới cho nên là đề nghị mọi người chúng tôi kêu gọi mọi người tôn trọng chủ nhà hiện tại và quyền riêng tư hàng xóm của họ tránh lái xe ngang qua ngôi nhà này hoặc là chụp ảnh và đưa lên mạng xã hội thì đó là những cái lời mà của giới chức người ta đưa ra thì hiện bây giờ à, văn phòng của cảnh sát quận mesa mesa county họ cho biết rằng là họ đang tiếp tục họ điều tra và họ mong muốn rằng những ai có biết những cái gì liên quan đến cái vụ việc này hay là biết những cái tin tức gì liên quan đến người à, cô gái tên là Meda Overstreet, 16 tuổi vào cái thời điểm đó, tháng 4 của năm 2005 thì có thể cung cấp thêm cho cảnh sát ở Colorado, à, cái khu vực nhà này là số 2900 họ cho biết cái địa chỉ luôn, 2900 Pioneer Avenue ở Grand Junction, cách Denver khoảng 200 dặm, 240 dặm về phía tây gần biên giới Colorado và Utah thì quả thực là khi mà tưởng tượng căn nhà mà bây giờ mà nhận một cái ngay cả cái chủ nhân mới mà bây giờ khi biết rằng cái nhà này đã từng có một cô gái chết như vậy chắc họ cũng cảm thấy rất là khó chịu xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại